Xin mến chào quý vị và các bạn. Cũng nơi quen thuộc là đường Võ Văn Kiệt, thì cũng ghi hình về phô mai chỗ Quốc Tồn Cần Thơ để cho các bạn giao lưu. Thì cụ thể chúng ta vào bên trong gặp anh Tồn nha các bạn. Chào anh Tồn nói. Chào anh Hòa. Rồi. Hôm nay là ngày 15 tháng 10, em có đem về mười phô mai rồi để giao lưu các chú bác và anh chị em. Rồi. Thành thật cảm ơn các chú bác và anh chị em từ lâu ủng hộ em. Rồi, hôm nay mình cái clip này mình mấy phôi anh? Dạ 10 phôi. Rồi. Mã số 1 ha. Dạ mã số 1. Số 1 nha anh em. Mã số 1 có dáng thú nha. Rồi, dáng thú. Đây cũng cho các cô các chú bác anh chị em sao về không hoang mang, cái lỗ này là không phải lỗ bọng. Rồi. Nguyên nhân cái cây nó mọc từ dưới đây lên nó sẽ có một cái lỗ gì chứ không phải là bọng. Rồi ok. Ha. Đó để nhiều khi về cái cô các chú hoang mang. Rồi mã số 1 rồi, thông số luôn. Cây này rất đẹp nha anh em, nào chơi cây này là quýnh tầng gớt được nha anh em. Số 1 nha mấy anh. Rồi, hoành thanh 36. Rồi 36 rồi ok. Mà cái hoành đế nó rất khủng nha. Rồi nhiêu đây à? 101. Rồi 101. 1m1 hoành đế. 1m1 hoành đế. Rồi xe vòng và báo giá số 1 của anh ơi. Mã số 1 này em bán giao lưu các chú các bác giá 3 triệu. Rồi 3 triệu nha mấy anh. Ngày 15 tháng 10 em bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại là 0984307139. Rồi. Số Zalo các chú các bác. Rồi Quốc Tồn Cần Thơ. Rồi đổi thôi mấy anh. Đổi thôi. Số 2 à. Rồi, mã số 2 nha mấy anh. Mã số 2 là số 2 này là một củ xù nha. Rồi củ xù. Đế ôm đều hết, không có thiếu nha. Rồi. Đây rất nở, đế rất nở nha, xù nha, không có trà gì bất cứ hết. Không trà vô để cái xù này khi mình về nó vẫn tiếp tục xù nữa, nó không bị chai. Rồi ok. Nếu mình trà nữa nó chai. Rồi. Về thông số đây là số 2 phải không? Dạ mã số 2. Mình đo trên này đi. Rồi, nhiêu đây? Dạ trên này là 20. Rồi 20 mấy anh ơi. Xuống chỗ đúng vị trí đo là 30 nè. Rồi 30, rồi. Rồi bé này nhiêu đây? 40, 50. 50, rồi dạ. Okay. Đó cái củ tròn của cái đầu cổ rễ là 50. Rồi mình báo giá nhiêu à? Thôi nè em giao lưu các chú các bác giá 4 triệu. Rồi 4 triệu nha mấy anh. Cái lý do đặc biệt của em này là có gì đặc biệt anh? Dạ đặc biệt là cái củ xù búp măng. Củ xù búp măng, rồi ok. Chiều cao từ đầu cổ rễ lên 19. Rồi 19 luôn. Bán giá giao lưu là 4 triệu. Rồi 4 triệu, có xù, mã số 2. Dạ, mã số 2. Rồi, cảm ơn, rồi số 3 lên. Đây mã số 3. Mã số 3 nha mấy anh. Cây này mới bứng về ngày hôm qua nghe các chú có bác anh chị em. Rồi mã số 3. Đây mã số 3 rễ cũng chảy đều hết nha. Tại vì cái cây này là của một chú đó, chú biết chơi nha, chú sắp rễ hồi nhỏ nha, nè. Rồi. Nó có điều hết nha. Điều hết luôn. Dạ mình cắt cái rễ này, mình đã không cần đâu. Để vậy thôi chứ không cần đâu, cho nó nôm đều xuống 4 cái rễ. Rồi. Rồi mã số 3 này thông số luôn à. Cây này nó xù cám nha. Xù cám. Hoành thân 25. 25 mấy anh ơi. Rồi ok. Chiều cao 40, tổng chiều cao. 40 là tổng chiều cao 40. Thôi nè em giao lưu các chú có các giá 1 triệu 2. 1 triệu 2 nha anh em. Mã số mã số 3 có giá 1 triệu 2. Ngày 15 tháng 10. Số điện thoại em là 0984307139. Rồi, bao ship toàn quốc. Quốc Tồn Cần Thơ ha. Dạ Quốc Tồn Cần Thơ. Giá là ok luôn. Thôi số 4. Rồi. Thú mà xù nghe các chú bác. Đây đóng rong đóng riêu không có trà gì cả nó xù. Thú xù. Dạ. Đó nguyên một lô nha, cái cây này mình mua nguyên một cái lô của chú này được 40 cây. 40 cây. Dạ. Đây, nó có hai chân trước nha. Thú này đang bỏ chân đi nha các chú các bác. Rồi. Rồi, mã số 4 mấy anh ơi. Mã số 4 của ngày 15. Ngày 15 thông số luôn. Tháng 10. Hoành thân 20. 20 rồi, ok. Con thú này em giao lưu các chú có bác giá 1 triệu rưỡi. Rồi, 1 triệu rưỡi. Cây số 4. Mã số 4 triệu rưỡi mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Rồi số 5 lên. T
Đây số 5 cho những các chú các bác mới tập chơi nha. Đứng sau ở giường vậy cây này chưa làm gì hết nha. Mã số 5. Mã số 5 nha mấy anh. Nó chi gành đều ngang các chú bác và anh chị em. Hoành thân 17. Hoành thân 17. Mã số 5. Mã số 5 mấy anh ơi. Mã số 5 này giao lưu các chú các bác giá 700. Rồi 700 ngàn. Mã số 5. Rồi số 5 đổi luôn. Rồi số 6 luôn. Ồ bự quá. Rồi mã số 6 nha mấy anh. Mã số 6 nha. Mã số 6 cây này các chú các bác nào thích phong cao chơi cây này nha. Bên đây là mình tạo một cái tác phẩm nhỏ bên đây nha. Đây cắt lại đây mình tạo ra đây. Đó là một cái đồi nhỏ bên đây đi. Đó. Còn bên đây mình cho cái tàn đi lên. Còn không thì mình cắt ngay đây. Cây này mình cắt ngay đây. Đó mình cắt ngay đây. Dạ ngay dưới tay cắt ngay đây. Mình đưa ra đây. Bên đây mình đưa qua đây. Nó có hai cách chơi. Đóng góp ý kiến thôi nha các chú bác và anh chị em. Tư vấn nhỏ thôi. Dạ. Tư vấn nhỏ. Rồi nhiều độc lớn ơi. Hoành thân là 45. Rồi 45 nha mấy anh. Đế đều trải đều các rồi, chú bác và anh chị em. Xoay xoay. Đây nè, đế nó xuống nè. Này là cộng đế bự nó xuống nè, cộng ghế nhỏ tràn. Nó tràn, tại vì để bên này cho nó ấy nó tràn nè. Nôm đều hết nha. Rồi xoay đi ạ. Cái mã số 6 phải không ạ? Dạ mã số 6. Chiều 6 cao nó khoảng chừng 1m8 đó. Không cao nha mấy anh. Dạ. Đây. Cá cao. Vậy là hào thử chiều cao nhiêu đâu không ơi. Nó đây? Khoảng 1m8 à. Rồi chiều cao 1m8 hào thử rồi mấy anh ơi. Thôi nè em giao lưu các chú quát giá 4,5 triệu. Rồi mã số 6 có giá 4,5 triệu. Mã số 6 có giá 4,5 triệu. Rồi xoay vòng đi, xoay cái đi rồi đổi à. Rồi, đấy khá rồi. Là tương đối đều nha, chi cành cũng khá đều nha chú bác. Chi cành đầy đủ, mã số 6. Rồi số 7 lên. Khá là lực mấy anh ơi. Mã số 7 này, mã này cây này cũ đế nha. Mà đây, có dáng cũng khéo nha các chú bác anh chị em. Mã số 7. Có cụ đế rất lớn nha. Cụ đế lớn. Có dáng phu thê nha. Phu thê. Dạ. Rất đẹp nha. Cụ đế rất đẹp, nó rất nở nguyên cái cụ đế luôn. Nó cụ đế cái thân lên như búp măng vậy. Rồi xoay đi ạ. Đế niêm nôm đều hết các chú bác anh chị em ơi. Rồi thông số luôn. Mã số 7 mấy anh ơi. Hoành thân 34. Rồi 34 ok. Đây đo xuống đây tí xíu thôi. Là nó đã lớn rồi đây nè. Nhiều đây. 59 đó. Rồi 59 ok. À, đo ngay vị trí đầu cổ rễ cái cũ là. Rồi okay. 59. Rồi chiều cao 1m2 tổng chiều cao. Tổng chiều cao là 1m2 rồi luôn, chơi luôn. Chơi này nếu như mình chơi phu thê chơi không chơi chắc ngay đây tán làm nguyên một cái củ búp măng cũng rất đẹp. Đây tay á, ngay tay phải không? Đây nghe nè. Đó, mình ngay đây. Rồi. Đó, mình đưa qua đây một cái chi nè. Cái chi thử nhỏ này mình đưa qua đây một cái. Đó, trên này mình tạo ra, mình trên này mình thêm hai bo nữa là rất đẹp nè. Thấy không? Hình dung đi. Đó. Nó rất đẹp. Thôi nè. Xin vòng đi. Xin vòng. Rồi mình báo giá nhiêu rồi số 7. Thôi số 7 này em giao lưu các chú bác giá 8 triệu. 8 triệu nha mấy anh, tại vì khá lực. Rồi ok đổi luôn. Rất đẹp nha các chú các bác. Thôi này thì nên sở hữu đi các chú bác ơi. Rồi đổi luôn. Các chúng nào không? Cẩn thận của chiều quá chà. Mưa. Rồi số 8 cũng giống vậy luôn, cao luôn. Số 8 hồng cao luôn. Thôi số 8. Xoay đi à, xoay đi, xin dọc đi. Đế nôm đều nghe chú các bác. Đế nôm đều. Đó chi cành đều nghe. Không cao nha mấy anh. Dạ không cao.
28 à. Nhiều đây. 44 Bình Thân. Rồi, 44 Bình Thân, ok. Đây này cao khoảng 1m5 các chú bác ơi. Rồi. Cao nhiêu? Trên 1m6. Rồi, 1m6. Rồi, chi cành đầy đủ mấy anh ơi. Chi cành đầy đủ nha. Về là ghép vô là đủ mau lắm các chú ơi. Cây này mau tàn lắm các rồi, chú ơi. Giá như đây, chú ta. Thôi này giao lưu các chú bác giá 6 triệu. Rồi, 6 triệu nha mấy anh. Mã số 8 có giá. Điều đế hết nha các chú bác chứ không có vắng nha các chú bác. Điều đế hết. Tại không có móc. Dạng cháy luôn á. Dạ. Rồi, ok. Cây này rất mạnh. Rồi, số 9 lên. Rồi, xin dòng luôn, Mã số 9 em. Đây, trực lắc nha. Trực lắc. Đây, cái thần nó lắc rất hay nha. Đây, nó có dòng lên đều hết nha. Cái này, cây này mình có dáng thế cây này rất đẹp nha. Đế cũng đều hết nha. Đế đều luôn nha. Rồi, thông số luôn à. Rồi, nhiêu đây? 34 Hoành Thân. Rồi, 34 Hoành Thân, ok. Chiều cao. Cây này rất đẹp nha các chú các bác. Tổng chiều cao là 78. Rồi, 78 nha anh. Lên trên nó chỉ có lớn hơn tay cá một chút xíu thôi. Rồi. Thôi. Giót phải không? Giót ngọt. Dạ, rất giót. Giót ngọt. Thôi này giao lưu các chú các bác giá 4 triệu. Rồi, 4 triệu mã số 9, số đẹp mã luôn. Mã số 9. Rồi, muốn tồn thật thơ. Rồi, đổi mấy anh ơi. Số 9, số 10. Đây là mã số 10. Cây để bàn. Để ngoài. Rồi, xây luôn anh ơi. Mã số 10 là cây để bàn. Mã số 10 nha mấy anh. Rồi, ok. Rồi, đo luôn anh ơi. Rồi nhiêu á? Tính 18 đi. Rồi 18 đi. Rồi chiều cao. 16. Rồi 16 ok luôn. Đây nè em giao lưu các chú bác giá 800. Rồi 800 ngàn nha mấy anh. Cây số mã số 10. Cuối hết chưa anh? Dạ cuối. Rồi. Hôm nay là ngày 15 tháng 10, em có đem về 10 phô mai để giao lưu các chú bác dành cho em. Rồi. Em cũng thành thật cảm ơn các chú các bác dành cho em. Từ lâu đã ủng hộ em. Rồi, tiếp tục ủng hộ phải không? Dạ tiếp tục ủng hộ. Rồi. Rất thành thật cảm ơn. Rồi. Và chúc sức khỏe các chú các bác và anh chị em. Rồi. Vậy thay mặt bà con cũng cảm ơn anh đã cho những cái phô mai đẹp đó. Dạ. Và mong rằng anh cũng tiếp tục chia sẻ những phô mai đẹp tiếp theo. Dạ. Và mong rằng các anh cũng ủng hộ chỗ anh Toàn nha mấy anh. Chúc sức khỏe mấy anh. Vui vẻ bên người thân và gia đình cuối tuần. Hẹn gặp lại mấy anh ở những video tiếp theo. Mến chào tạm biệt.